là bản tin chi tiết của chúng tôi. Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung sẽ gặp gỡ và đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào ngày 18 tháng 4 để tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương này. VOA nhận được thông tin trên từ các luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân. VOA rất tiếc là đã không liên lạc được với ông Chung dù đã rất cố gắng để có thông tin trực tiếp từ phía ông. Xã Đồng Tâm cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam đang là điểm nóng tranh chấp đất đai, đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng sau khi người dân đụng độ với công an cách đây 2 ngày. Hôm 15 tháng 4, chính quyền tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất đai tại xã, dự kiến sau đó giao cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại 22 lính cảnh sát cơ động, không cho ra khỏi xã. Đồng thời, người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Luật sư Hải cho hay, ông cùng hai luật sư khác là Lê Văn Luân và Nguyễn Hà Luân đã đến xã vào sáng ngày 17 tháng 4. Theo mô tả của ba luật sư, bên trong xã không có gì xáo trộn và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với người dân về vấn đề đất đai, các luật sư cảm nhận được sức nóng trực tiếp của bà con. Ba ông đã kết nối điện thoại để đại diện người dân nói chuyện với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong khoảng một tiếng. Về những điểm chính trong ý kiến của Chủ tịch thành phố Hà Nội, luật sư Hải cho VOA biết. Thông điệp của thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động. Hai là họ cũng hứa là sẽ giải quyết việc này một cách thực tế. Những cán bộ nào sai đó là xử lý và những cái việc tồn động sẽ giải quyết. Ông Chung đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên công việc này có đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an á, có bắt giữ mà không có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra bộ công an vào cuộc xem xét. Và cái chỗ mà Viettel ấy liên quan đến cái anh bộ đội tham gia vào cái việc làm việc với người dân á, họ cũng đề nghị là bộ quốc phòng xem xét. Tức là ông Chung nói thế. Ngoài ra ấy, ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên là chúng tôi rất muốn sự hợp tác, xem xét, giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người đều nghe rõ. Trong cuộc nói chuyện, ông Chung nói chính quyền sẽ thả toàn bộ những người dân bị bắt. Riêng một cụ ông tên là Kình cần phải ở lại bệnh viện Việt Đức vì bị rạn xương trong quá trình bị bắt giữ. Ít giờ sau cuộc điện thoại, chính quyền đã thả người đúng như lời ông Chung. Về phía người dân xã Đồng Tâm, họ vẫn đang giữ các lính cảnh sát cơ động và đối xử tốt với những người lính đó. Ba luật sư xác nhận rằng không có chuyện người dân tẩm xăng vào những người này. Người dân cũng muốn cụ Kình trở về nhà để đảm bảo rằng chính quyền thực sự không cầm giữ cụ. Luật sư Hải cho biết thêm về lý do vì sao người dân suy nghĩ như vậy. Chỗ bệnh viện Việt Đức thì các thầy thuốc có đề nghị là ông chưa được về và cần phải được khám. Lãnh đạo Hà Nội là ông Hải với cả ông Chung cũng thiết tha cũng đề nghị như vậy là do là cụ nói rằng cụ bị gãy xương vân vân. Nhưng bà con á rất muốn là ông về bởi vì là hiện nay họ đã mất lòng tin từ chính quyền xã huyện vân vân và họ nói họ bị lừa nhiều lần rồi. Thì chúng tôi cũng giải thích cho cụ cần bệnh viện hoặc lại làm việc với lãnh đạo thành phố là cũng có bắt bản thân cụ cũng gọi điện thoại mấy lần như vậy. Nhưng mà nhân dân chưa tin, nhân dân vẫn yêu cầu là cụ phải về để nhân dân thấy là đúng là như vậy. Còn sau đó cụ tiếp tục đi. Nhưng mà sang nằm bệnh viện thì bác sĩ phải là người quyết định. Tôi cũng chỉ theo nói về gì là người dân là tận trọng phục xét. Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai, cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Vụ xô xát nổ ra ngày 15 tháng 4 là đỉnh điểm của những mâu thuẫn khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Chính quyền nói đó là đất quốc phòng, song người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp họ đã sử dụng canh tác trong hàng chục năm qua. Luật Việt Nam không công nhận quyền sở hữu đất của các cá nhân mà họ chỉ có quyền sử dụng đất, trong khi luật trao cho chính quyền thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế quan trọng. Giữa lúc Hà Nội đang có dấu hiệu xoa dịu những người dân đang tức nức vỡ bờ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức bằng cách đích thân Chủ tịch Hà Nội điện đàm với họ, một nhà xã hội học nổi tiếng của Việt Nam nhận định đây là một bước phát triển mới nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Giáo sư tương lai dự đoán sẽ còn nhiều lươn lẹo mưu mẹo trong những diễn tiến sắp tới ở Đồng Tâm. Mời quý vị nghe phỏng vấn của VOA với giáo sư tương lai, người cũng là cựu thành viên của nhóm tư vấn cho Thủ tướng.
Bây giờ cái việc mà cướp đất đai á, nó trắng trợn hơn nhiều. Những doanh nghiệp sở hữu toàn dân thì người ta chiếm một cái mảnh đất, rồi các cái nhóm lợi ích xông vào đầu tư để rồi nhân danh là làm những cái lời công trình phúc lợi nói chung đó, rồi chia chác, bao giờ mà không giải quyết dứt điểm về vấn đề nhân danh cái sở hữu toàn dân này, nghĩa là một mảnh đất, một cái mảnh rất là to, nhưng mà người ta thâu xé nhau vì đây nói là sở hữu toàn dân, thì cái chuyện này nó sẽ còn lâu dài lắm, cũng kẻ nào giải quyết ngay một lúc được đâu. Và chỉ có giải quyết được chuyện này khi vấn đề chế độ sở hữu được giải quyết một cách dứt điểm và công bằng. Nói như vậy thì mâu thuẫn ở trên là không thể giải quyết được hay sao? Thì cái mâu thuẫn đó không bao giờ giải quyết được dứt điểm hết một khi không có một cái quy định một cách nghiêm túc tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân. Thưa giáo sư, sự phát triển của thông tin có cái vai trò gì trong cuộc đấu tranh của người dân ở Đồng Tâm ạ? Thì đứng như đấy là một cái sức mạnh. Sẽ còn nhiều lươn lẻo, mưu mèo trong cái chuyện này lắm. Vì vậy mà người dân thì sao thưa kinh nghiệm và thưa cảnh giác để đối phó. Thì tôi tin rằng trong cái cuộc đấu tranh này á, không phải là dễ ăn đâu, nhưng mà nhà cầm quyền cũng không dễ dùng bạo lực để đả giá dân đâu. Căng thẳng giữa chính quyền và nông dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiếp tục sang đến ngày thứ ba vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân của vụ này xuất phát từ việc người dân xã Đồng Tâm không đồng tình việc chính quyền giao đất đang canh tác của họ cho tập đoàn viễn thông Viettel do quân đội quản lý. Báo chí Việt Nam loan đi bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam nói rằng, ngày 16 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ra tuyên bố chính thức về vụ này. Theo Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thì ngày 15 tháng 4, Công an đã bắt 4 người dân của xã Đồng Tâm vì tội gây rối trật tự. Và cũng theo Ban tuyên giáo, thì sau đó, dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ khoảng 20 nhân viên công an trái pháp luật. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng vào sáng ngày 16 tháng 4 được một dân làng giúp vào được địa phương cho biết tình hình ở đó. Ở Mỹ Đức thì cũng có khác một chút là ở đây khi tôi đến tôi cảm nhận là cái bầu không khí nó rất là nóng và họ đây họ rất là quyết tâm. Thậm chí là rõ ràng là nếu mà các chiến sĩ cảnh sát cơ động kia mà chỉ có một mảy may gì mà phản ứng chống lại thôi thì có khi là sẽ bị đánh, thậm chí là đánh chết. Mà không ai biết được là ai gây ra cái chết đó. Họ rất là bức xúc, thái độ bức xúc mà tôi hiếm thấy khi nào mà họ hoặc là họ có thể thể hiện cho tôi như vậy đấy. Nhưng mà thấy là lúc đấy thì thực sự là thái độ của họ rất là bức xúc. Thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thả các nhân viên công an và đừng để bị kích động dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội, trong ngày 17 tháng 4 đã diễn ra một tiếng đồ điện đàm giữa Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung với đại diện dân làng Đồng Tâm, cũng như gặp trực tiếp một cụ ông tên là Kình bị bắt trong sáng ngày 15 tháng 4. Tin từ luật sư Trần Vũ Hải cho biết, ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hứa vào ngày 18 tháng 4 sẽ xuống xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân, nhưng dân chúng yêu cầu phía chính quyền phải làm trước chứ không thể nghe lời hứa nữa. Bà con nó là họ không tin ai cả, họ bảo tôi bị lừa nhiều lắm rồi, chúng tôi bị nhiều lắm rồi, bây giờ ông Kình với ông Chung về đây thì chúng tôi còn tin, còn không thì tôi là bị lừa, chúng tôi bây giờ bị cướp nọ bước trước kia mất hết, chúng tôi chiến đấu, một sống một chết, bây giờ chúng tôi chả còn gì nữa. Các báo của Nhà nước Việt Nam đều loan tin giống nhau, với ý kiến từ phía chính quyền. Riêng báo mạng VN Express có trích lời người dân bảo rằng, các nhân viên công an đang bị bắt giữ được đối xử tử tế và họ muốn chính quyền thả những người bị bắt và giải quyết chuyện thu hồi đất đai một cách đúng quy định. Theo các nguồn tin chúng tôi thu nhận được, thì hiện nay nông dân xã Đồng Tâm đang canh gác làng của họ và không cho phép quay phim, chụp ảnh.